cá rất đẹp lô cá đẹp lắm các bạn ơi rồi xin chào các bạn ha lô cá đợt này mình về phải nói là nó đẹp lung linh luôn các bạn kích thước của tụi nó thì nó dao động tầm cỡ khoảng hãng 13 cm 15 cm ha đợt này mình chỉ về có cái dòng mà trắng đỏ và dòng Yamabuki màu vàng thôi nhưng mà nó đẹp cực kỳ luôn các bạn nó đẹp rất là đẹp luôn xin lễ cũng rất là quen thuộc 40 tờ vé số cho một ký nhưng mà đợt này một ký của tụi nó nó sẽ dao động tầm cỡ khoảng từ 20 cho đến 25 con nha các bạn tại vì kích thước nó nhỏ hơn so với cái dòng mà sắc màu mà mình hay về nó chỉ tầm cỡ khoảng 13 cm thôi cho nên một ký nó sẽ rất là nhiều còn các bạn lựa mà từng con thì sẽ là 30 3 tờ vé số cho một con hai các bạn mình nhắc lại ha 40 tờ vé số cho một kg một kg nó sẽ dao động từ khoảng từ 20 con cho đến 25 con còn mà lựa từng con sẽ là ba tờ vé số cho một con cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành luôn đợt này cá đẹp lắm đẹp lung linh luôn các bạn rồi cảm ơn các bạn rất nhiều